các ông nhìn ý, các ông phải nhìn rõ là có một con gì đấy nó dùng đam phép hơn 2000. Vì sao tôi nói là đam phép? Bởi vì đam nó màu xanh, crit đam nó màu đỏ, còn chiêu thức thì đam nó màu xanh. Các ông đánh các ông phải nhìn. Tất nhiên là cái đam xanh hay đam đỏ thì đều là đam hết, nó ăn vào người rồi là chết thế thôi. Nhưng có một con nó đánh ra hơn 2000 đam xanh. Chứ thực ra nói đam xanh đam đỏ nó không liên quan gì đến nhau, thực ra không phải. Đam xanh thì các bạn mặc kháng phép thì các bạn sẽ đỡ được đam xanh nhiều. Đam đỏ thì các bạn mặc giáp thì các bạn có thể đỡ được đam đỏ bởi vì nó là đam vật lý, đánh tay. Chứ đừng có nói là đam xanh đam đỏ nó không khác gì nhau, nó khác nhau đấy. Và có một con gì đấy đánh đam xanh. Gặp quý tộc thì pick cái nào đánh lại nó, đánh bình thường thôi, quý tộc đâu có khỏe. Quý tộc mà không có con đam chính tốt thì quý tộc thiếu đam bỏ mẹ được ý. Cập nhật thêm tướng có ảnh hưởng đến các bộ mà có mỗi con Twitter Fate đâu có nhiều đâu mà đấy. Thấy không, bạn Hoàng Đức nói kìa, nó là đam của An Akali, đúng rồi, nó là đam AP của Akali, biết hiểu vì sao này là đam xanh thế mới lạ lùng, tôi cũng chưa hình dung được cái tại sao là đam xanh luôn. Nội tại của nhẫn giả và hư không là phá giáp. Nội tại của nhẫn giả là tăng đam đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhẫn giả là tăng đam. Xong rồi hư không là phá giáp, nên nó ném vào phi tiêu 5 cánh, toạch phát hơn 2000 máu là như thế. Meta của game này á, meta của game này bây giờ là Element. Đang đánh Element nhiều và để xem nào, cung thủ. Theo tôi nghĩ là bây giờ hai cái hệ đang khỏe nhất là Element và cung thủ, đang được nhiều người ưa chuộng nữa, bởi vì từ hai cái đấy mình tỏa ra các cái bộ khác nó dễ, nó cũng dễ hình thành các cái bộ khác nữa. Quyết tâm của mắt hoàng dã nữa, sợ bọn hoàng dã này lắm rồi, nó chù mình thua mấy game liên tiếp rồi. Phá giáp chứ đâu có phá kháng phép. Trong cái trò này ý, thì cái bộ hư không ấy, tôi đọc lại này. Nhiều khi cái dịch thuật này nó không chuẩn đâu, nhiều khi cái dịch thuật này nó không chuẩn đâu. Nếu mà theo như tôi biết nhá, và theo như tôi hiểu nhá, thì phải dịch câu này chuẩn ra là tất cả các đòn đánh bỏ qua tất cả, tức là tất cả sát thương bỏ qua phòng thủ của kẻ địch thì mới đúng. Vì tôi nghĩ rằng là với cái việc mà con Akali nó ném được 2000 đến 4000 đam như vậy thì nó phải là bỏ qua phòng thủ, tức là nó sẽ phá được cả giáp và phá được cả kháng phép. Đấy là cái suy luận cá nhân thôi, nó không chắc là nó đúng, nhưng mà tôi cảm giác là như vậy. Các bạn đánh nhiều thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác là như vậy. Rõ ràng là bộ hư không thì nó ghi là tất cả các đòn đánh tay thường ấy bỏ qua 50% giáp, 50% giáp. Tôi nghĩ là bỏ qua phòng thủ ấy. Thế nên là nhiều khi cũng đừng có tin quá vào cái dịch thuật này. Các bạn cứ nhìn đơn giản vào là cái dìu dìu đại mãng xà ấy, nó ghi là chỉ cận chiến mới dùng được, chỉ dùng cho đánh gần. Các bạn đọc kỹ lại mà xem. Nhưng mà thực ra đánh xa cũng dùng được mà. Thế nên là cái phần dịch này nhiều khi nó bị sai về mặt bản chất đấy nhá, nó bị sai về mặt bản chất đấy. Tôi cảm giác như là nó sẽ phải là đánh xuyên vào cả phòng ngự luôn. Element là cái bộ nguyên tố ấy, bộ nguyên tố mà các bạn ghép mấy con mà xét lửa băng với nhau ấy, có Kennen này, Anivia này, Lissandra với cả con Brand. Úi xổ, né kìa, né hay Vylin ạ.
sát thương chuẩn như là Demon bằng đam vật lý. Tôi chưa hiểu lắm cái câu của bạn. Bộ nào cũng khỏe, các bạn đừng có hỏi tôi là bộ này bộ kia có khỏe không. Nó còn có những cái khả năng khắc chế nhau nữa, chứ đừng có hỏi là bộ này bộ kia khỏe không, nó không chính xác đâu. Ý của tôi nói là nó biết giải thích thế nào bây giờ nhỉ? Đánh gần vẫn xài được cuồng cung à? Cái này tôi không dám chắc nha. Tôi cũng chưa test bao giờ, tôi không dám chắc. Phi tiêu 5 cánh cũng chí mạng được. Hờ hình như thế đấy. Vì nội tại 6 assassin cũng nhân 350% đam chí mạng nên Akali làm được như thế. 40% tăng đam của ninja nên Akali 2 phi tiêu 5 cánh. Ok. Đấy, giải thích như vậy là có vẻ hợp lý đấy. Tức là cái chiêu thức cũng có thể chí mạng được cái gì. Ok ok. Đấy, nói như vậy nghe còn hợp lý. Chứ làm gì có chuyện đam xanh lên hơn 2000 thì mẹ, nếu mà không được tính đam chí mạng mà đam xanh lên được hơn 2000 là hư cấu. Quá hư cấu. Ừ, tôi đang build quý tộc đấy mà. Ừ, bình tĩnh nào. Quý sở tộc đấy, cứ bình tĩnh. Ông này đi đầu mà đéo biết lấy cái gì ạ? Bế tắc cái thế cơ à? BMO ai này? Ông này gặp suốt. Ma Vũ né hoàn toàn chí mạng. Ừ đúng. Đấy, lại phản biện lại như thế nghe cũng hợp lý. Tại sao nhở? Tại sao cái thế lực khắc ám mà nó tí nữa để tôi xem lại replay, tôi sẽ ngồi tôi xem lại replay là cái con đìn héo nào nó vứt được hơn 2000 đam AP vào người con Raven. Có một cái gì đó nó rất chi là khó hiểu. Thực sự là khó hiểu. Ờ đúng rồi, Quang Anh nói lại phản biện lại đúng. Nó không né được skill, nó không né được skill, nó không né được spell dam. Bởi vì cái màu xanh ý nó tính là spell dam, tức là dam của chiêu thức. À hợp lý đấy. Thấy không? Các ông thấy không? Cái buổi livestream chỉ thực sự ý nghĩa khi mà tất cả mọi người cùng góp đầu vào để suy nghĩ xem cái hoàn cảnh đấy phân tích như thế nào cho nó chuẩn. Hợp lý. Nói như vậy lại càng hợp lý, chính xác. Quá hay. Quá hợp lý. Ừ đúng rồi, cái phi tiêu 5 cánh là spell dam mà con Raven nó cầm ma vũ thì nó không né được spell dam. Ok. Akali 2 dam gốc của phi tiêu 5 cánh là có 375. Thì thử tính xem. 375 với cả 350% crit này rồi là cộng thêm cả sức mạnh của bộ ninja thì cộng xem nó là như thế nào. Đại bác khắc chế ma vũ má ơi. Đại bác là bắn không cho né, bắn không bao giờ trượt. Đại bác có dòng là bắn không bao giờ trượt. Còn ma vũ nó có dòng mà né đam crit. Nên là đại bác khắc chế được ma vũ. Ui, cờ khỏe quá này. Quá ư là khỏe. Trả cờ nắp cấp vẫn thắng. Tình mình đôi đũa lệch. Đây. Vừa lật kèo khi còn đúng 3 máu. Quá hay. Có lỗi dịch thuật nha. Chứ các ông đừng có nghĩ là không có lỗi dịch thuật nha. Thế nên là cái trò này nó cũng tốt nhất là mình nên tìm hiểu theo cái cảm quan của cá nhân để tìm hiểu ra gốc gác của vấn đề là tốt nhất. Ôi. Đó, nó là như thế.
nhiều sojin thế này nhỉ? Nhiều sojin như thế này thì lại ui. Đi mẹ sojin này tí nữa mà vứt cho kêu vụt thì ui chắc là bất tử cả đời mất ý. Cảm ơn bạn Ngọc Trần đã khen ạ. Vâng. Thôi đội hình này khỏe quá rồi, đồ đạc cũng quá ngon rồi. Đồ đạc cái này thừa đẹp được. Nhiều khả năng thì nếu như Lucian này không lên Lucian 3 thì về late game sẽ bán con Lucian này, tôi lấy đồ cho con khác cầm. Lucian này thì lướt cả ngày. Chắc là hai bắn lướt một lần mất. Khỏe vãi noàn. Tích mana thì siêu nhanh luôn. Trời ơi. Roll chứ. Có điên mà không roll. Có đánh cái bộ mà xác định là đam chính là mấy con mà level thấp ý. Mày cứ roll tẹt ga thôi. Nhưng tất nhiên là đừng roll sớm. Khi nào mà đủ 50 vàng để đủ 5 cái lợi tức cái này, các bạn lấy cái số tiền dư các bạn roll. Đánh như thế nó mới hiệu quả. Chứ các ông đừng có cái này thấy lẻ lẻ 40, 30 mà cứ cắm đầu cắm mặt roll là nghèo mẹ như chó đấy, nghèo kiết xác luôn đấy. Kinh nghiệm thôi, tôi chia sẻ kinh nghiệm để anh em cùng có được những cái mẹo để chiến thắng thôi. Dìu đại mãng xà AD mang thì có đánh lan không? Đánh đánh lan tụt cả, nói ra thì bảo là bậy, đánh tột cả lùn luôn. Vách cả đái luôn. Bảo không đánh lan đi. Lan và điệp luôn. Holy shit, lên cấp mà mình không biết. Nó kéo con ít máu. Lên cấp mà mình không biết ạ. Không, chả cần. Khỏe lắm rồi. Ui, Lucian bắn kìa. Ui, lướt nhiều éo chịu được. Tôi không biết đâu, tôi có chơi PBE đâu mà tôi biết. Lúc nãy vào chơi một chút, bây giờ ra rồi. Tình mình như đôi đũa lệch đành buông trôi. Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả. Tìm thấy một người xứng đáng ở bên. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Ngày ba bóng chẳng còn khác nhau. Wow, Assassin. Chẳng có nơi nào biết. Lướt đây em ơi, lướt đây, bắn chết hết chúng nó, lướt. Ui, không kịp né kìa. Lướt tiếp. Chíu khọ nhờ. Đội hình này hơi bị chíu khọ luôn. Garen cuồng cung đánh ra ba tia, bậy nào, có đúng không thế? Lucian này thì khó bắt nó lắm. Làm sao thì ta và tôi với em là tất cả, còn mình thì vui. Thì tôi thấy đúng rồi, tôi lấy tiêu đề là đánh ở PBE nhưng mà chơi được trận đầu tiên thì nó bị lag quá, tôi không thể chịu nổi nhiệt nên tôi buộc phải té. Buộc phải chim cút về bên server Việt Nam chứ không đánh được. Sorry anh em. Nào lấy cái gì thì lấy đi, giật cái gì tẻng cho bây giờ đấy, để cái này lại cho người ta cũng được. Lắp đồ tốc độ đánh cũng được, lấy cái này về thì nó gặp cái cuồng đao Guso cũng được. Không nhá, cái lan của cái búa ấy nó không tính là đòn đánh. Mà những cái trò burn mana này, những cái trò đốt của cái bùa đỏ này nó phải là tính là bằng từ đòn đánh nha anh em nha. Chứ đừng có ảo tưởng rằng là mẹ búa đánh lan mà lại còn tích hợp cả những cái trừ mana lan nữa thì thôi. Héo ai chơi được với các ông. Không có đâu. Cái đấy thì nó hơi hardcore quá. Nó hơi bất quy tắc quá. Ôi.
thì chạm vào người con Lucian này luôn á, dị vách cả đái. Có bị lỗi tự động nhảy qua nhà khác, có bị lỗi camera. 1 tỷ cái bug, đánh bực hết cả mình. Cắm sớ bùm, cắm sớ bùm, bên này sắp lên rồi này. Uầy, vừa mới bán đi xong, dở hơi thế. Đấy, vừa bán đi xong ra một đống của lợ ban đời đấy, ra một đống bố tiên sư. Lúc cần thì éo ra đi, nhưng mà thôi. Đấy, lại công hiến. Oh shit. Nhìn thôi tim đã thấu. Roll 2-3 round nữa thôi, chứ bây giờ mà tiền mà cứ roll liên tục thì chết. Bây giờ roll ra được những cái con mình cần 3, cấp 3 thì bắt đầu áp cấp luôn. Trời ơi, làm sao chạm được vào người Lucian mà đuổi theo. Vì sợ quá, ngu ngốc, bỏ lại. Volley thì lắp đại bác thì chuẩn rồi, Volley lắp đại bác khỏe lắm. Đấy. Thấy không? Hê hê, ngon, một đồ nhưng mà nó đúng đồ mình cần thì vẫn là ngon. Chẳng lẽ roll như này mà lại không ra? Này thì 3 sao này. Thích là có. Này thì 3 sao này. Này 3 sao tiếp này. Tôi roll một đống tiền như thế chẳng lẽ lại không ra? Con này thì còn thiếu này, con Chitana này. Này, 3 sao này. Mẹ roll bao giờ bằng da thì thôi. Không lên cấp, mẹ roll bằng chết thì thôi. Thấy không, các bạn thấy không? Thắng liên tục và để tiền này này. Một ván nó cho các bạn 13 tiền. Nhiều tiền lắm. Ai ơi, choáng vào đâu thế? Né. Rồi, ôi, Lucian đéo né được rồi. Đó, người to đùng, chuột chũi người to đùng. Nhân phẩm cái gì? Tôi tốn bao nhiêu tiền tôi roll các ông đổ tại nhân phẩm. Này thì nhân phẩm này. Tiền bây giờ từ nãy giờ tôi mà để lên cấp thì tôi phải lên cấp 10 mẹ rồi. Này, này, nhân phẩm này. Roll nhiều nó ra chứ có cái gì đâu. Chui ra đi, Tristana. Ok. Đấy, sắp 3 rồi này. Lác đác lại có vài con lên 3 này. Tôi phải cho có 4-5 con lên 3 thì thôi. Nếu như mà tôi roll ít tiền mà nó ra thì mới là nhân phẩm. Đây roll bao nhiêu tiền thế này? Các bạn thì lên cấp 6 hết, mình vẫn cấp 5. Thế mà là nhân phẩm à? Thế người ta gọi là đỏ. Thế gọi là đầu tư có lãi. Thôi xong, hai con Captain bắn thì ngáo người rồi. Thì mẹ bán này gặp đúng counter. Thôi xong, mất win trick là mất tiền. Mẹ bị hai con Cassadin nó dí cho đau thật. Hai con Cassadin thì kể cả bạn có cầm 50 cái Sojin cũng không chắc đã lên được mana để mà lướt đi. Đừng có nói là hết rồi nha. Đây này, roll bao nhiêu tiền chứ. Nhiều khi sợ là còn thua là vì roll nhiều quá nó không ra này. Tình hình là nốt round này là phải lên cấp thôi. Bắt đầu đuối rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thấy chưa? Địch còn 7 quân cờ mà tôi còn có 50 này. Nó cái gì đâu có cái giá của nó cả. Đấy, thấy chưa? 5 đánh 7 thế này, thấy chưa? Cái gì đâu có cái giá của nó cả, mấy má ơi.
mà chưa chắc đã thua đâu nha. Thấy chưa? 5 đánh 7 còn đang thắng, bỏ mẹ đi được cái này. Thấy chưa? Lucian Tristana không có con nào này, lấy con Fiora cũng được à? Ui! Yeah. Ui, thằng này lấy cái đồ lớn, hai đồ lớn liền, tên này đẹp thế. Hai con nữa. Tình hình rất dở và vẫn phải niềm nở đây này. Về vẫn phải roll. Mắc kẹt một slot ở đây, vẫn phải roll. Đây rồi. Thấy không? Rốt bao nhiêu tiền mới được ba con ba chứ các ông nghĩ à? Các ông nghĩ đơn giản à? Thấy không? Đội bạn toàn hơn tôi một cờ. Tôi đánh từ nãy giờ toàn trên thế chấp cờ đấy chứ. Sao cứ đứng yên thế nhỉ? Sao cứ đứng yên thế nhỉ? Sao cứ đứng yên thế nhỉ? Sao sao cứ đứng yên thế nhỉ? Sao sao cứ đứng yên? Sao cứ đứng yên thế nhỉ? Trống là cái gì? Thôi bây giờ để tiền chỉ áp cấp này. Đấy. Mỗi một cái chiến thuật, mỗi một cái đội hình thì nó sẽ có cái cách tiêu tiền khác nhau. Thế thôi. Đây này, mấy ông này còn đang ngạc nhiên là ba con level 3 thì các ông có biết là tôi được bao nhiêu tiền trong cái chuỗi winning trick đấy không? Tôi được một phải đến một mả tiền và tôi đã dùng để roll thì tôi phải được cái gì đấy chứ. Trong khi các ông dùng tiền áp cấp, các ông éo chịu roll thì các ông nhiều cờ hơn tôi. Còn tôi này không chịu còn tôi thì vì không chịu áp cấp nên là cờ nó chất lượng nhưng mà nó ít số lượng. Quá bình thường. Cái này tí nữa nha. Các bạn mà lắp được thêm cho con Fiora hai cái Sojin mẹ thì nó còn khắm nữa. Combo đồ sẽ là hai Sojin xong rồi hai Sojin với thêm một cái ma vũ ấy, thì tôi thề với các bạn con Fiora này cũng khắm lắm luôn ấy. Kinh quá nhỉ. Lắp cái ma vũ và là cũng né nhiều đấy ha. Nói bây giờ tiền thì chỉ để áp cấp thôi. À, vẫn lên cấp ẩm ẩm. Chẳng có vấn đề gì cả. Vẫn cứ là tươi. Đánh quý tộc ý, thì cái đam chính của quý tộc bao giờ cũng phải dựa vào hai nguồn. Một là đồ phải rất ngon để cho những con như này, như là chít ba nó cầm này này thì nó mới có đam. Còn không ý thì các bạn phải gắn đam AOE từ đâu đó vào. Các bạn có thể đánh 6 quý tộc thì kết hợp một vài con đam AOE thật khỏe vào. Thế nói chung là đánh quý tộc vẫn phải dựa vào đồ nhiều. Quý tộc mà không có đồ thì cũng bút luồn luồn, ngồi mặt đần thối. Không khoái lắm. Con Fiora này nên lắp cái gọi là kiếm súng Hextech ý, thì nó hiệu quả hơn là lắp cái huyết kiếm này. Bởi vì nó sẽ hồi chiêu liên tục và cái chiêu chọc cái đam từ cái chiêu chọc ấy nó vẫn hút được cả máu cho con này. Đừng có lắp cái huyết kiếm cho con này là không hay đâu. Đấy, bây giờ tôi đã không roll nữa. Tôi sẽ để tiền áp cấp lên level 8 thì tôi bắt đầu roll, tôi tìm kêu. Thì cứ túc tắc biết là cấp 8 mà cái roll nó 1 sao thì nó cũng khó. Nhưng mà con Garen còn hai con nữa thôi là lên 3 rồi. Thì cứ túc tắc kiểu gì cũng lên. Còn Lucian 3 thì tôi nghĩ là hơi khó. Lucian 3, à cũng chả khó đâu, còn hai con đây này. À, quên mất là mình có hai con rồi. Được, được, được. Ván này thừa sức Lucian 3 được. Nói chung là vẫn là bài toán nhân phẩm thôi. Kể cả là 0,1% mà các bạn đỏ thì nó vẫn ra ầm ầm. Ây da, ây da,
Ai da. Ai da. Thiếu con Leona và con Kale đúng không? Leona và Kale 2 và đấy cái túc tắc thế thôi. Nhờ cái đội hình 3 sao này nó đánh. Ôi, quay đi quay lại này anh em thấy không? Quay đi quay lại các ông này còn hai mươi mấy máu tự giết nhau, tôi chả làm gì các ông ấy tự lăn ra các ông giết nhau ấy. Tôi chả làm cái gì cả. Mà tôi mới có bốn quý tộc nhá. Tôi còn thiếu Leona, tôi còn thiếu Kale. Chả có làm cái gì hết á. Assassin nửa mùa này thì khó ăn lắm, thì khó chơi lắm. Assassin kẹp với Gunslinger. Vãi cả đái đánh 3 Assassin, 4 Gunslinger ạ. Nếu anh như cái ông này. Đội hình bớ bá bớ vẩn. Ai à? Ai à? Rất nhiều đam gớm. Ui. Ngạc nhiên nha, ngạc nhiên nha. Quả đấy là khá ngạc nhiên đấy. Được. Ghi nhận, ghi nhận. Mẹ quả 4 Gunslinger với 3 Assassin để khắm khắm. Thế mà cũng ăn được mình ạ, điêu. DSK nhưng mà ông này không thọ lâu được đâu. Ông này chỉ ăn được 1-2 round thôi. Thật, ông này toang đến đít rồi này. Đấy, nốt round này là lên cấp rồi. Một hai ba bốn, một hai ba. Ui. Wow, wow. Cũng khắm phết đấy. Đồ đạc cũng được. Nhưng mà sập đến đít rồi, chắc chắn sập. Đánh hải tặc thì biết rồi. Đánh hải tặc thì được tiền. Nhưng mà về late game thì có đánh hải tặc. Khó, khó, khó ở phết đấy. Ôi, mẹ cái con Z là nhiều đồ thế. Tầm này mà Lucian 2 là bắt đầu đuối rồi. Tầm này Lucian 2 là bắt đầu đuối lắm rồi đấy. Cả đèn đéo kịp xoay, lướt. Đấy, bây giờ áp cấp. Bây giờ là phải có Kale và Leona rồi. Mình nhịn từ nãy giờ hơi nhiều tơn rồi. Mất con Kale rồi này. Có Leona không? À, có Lucian cũng được. Nói chung là... nói chung là được, chơi được. Tôi biết là sẽ có người lấy Kale, chắc chắn sẽ có người lấy Kale mà. Này tôi lấy con Lucian này, thiếu một con nữa thôi là lên 3. Nói chung là Lucian phải lên 3 thì mới ấy được. Lucian 2 thì bắt đầu đuối rồi. Bây giờ về late game này, Lucian 2 là không có đam. Bắn này toang ấy, bắn này mà không ra được 6 noble là toang, chắc chắn toang. Có ỉa thật chứ. Lên level cao mà Ron nó dễ ra thôi, có gì đâu. Là buồn cười mãi cả lìn. Mày cái cứt đi. Level 8 Ron nó dễ ra, không nhà nào chơi noble thì tôi Ron trở ra. Nhân phẩm. Ôi, ôi, buồn cười vãi lìn các ông. Vãi cả đái. Lucian lên 3 rồi bắt bán á. Vớ va vớ vẩn. Đấy, này thì bán này. Bán này à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ai, cú choáng này nặng quá.
Ai bắn chết con Pai hộ cái coi. Thì Pai nó choáng cái này sao sao thở được. À nhưng mà mình có giải giới. Thì mày con này cầm giải giới khắm lắm luôn ý. Đứng yên này, đứng yên này, đứng yên này, đứng yên này, đứng yên này. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên đấy. Đéo được giải giới luôn này. Đấy, giải giới đứng yên ngay. Còn mình thì vụn vỡ. Hai trời ơi. Hai trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Chán nhờ. Đi lấy cốc nước vậy cho đỡ chán. Tập này đánh đấm gì nữa. Nghỉ thôi. Cái gì mà gào thét lên? Có cái gì đâu mà anh em gào thét lên nhở? Cứ bình thường. Quá bình thường. Có cái gì đâu mà anh em cứ phải gào rú lên nhở? Tôi biết là cái tỷ lệ may rủi nó cũng khiến cho tôi có được những cái quân cờ ngon ván này, nhưng các ông phải hiểu là nếu như mình dùng tiền đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ như thế này. Khi nào nó up cấp, khi nào thì roll tướng. Đấy. Tôi sẽ lưu lại cái trận này thì tôi sẽ làm một cái clip kiểu như là giúp anh em kiểu như là một dạng kiểu tiêu tiền làm sao cho nó hợp lý. Đấy, như thế. Nếu mà khi các bạn mà tiêu tiền hợp lý thì các bạn sẽ có được những cái nó kiểu kiểu như thế này. Vấn đề vẫn nằm ở cái vấn đề tiêu tiền hợp lý thôi anh em ạ. Cảm ơn Nam Hưng đã tặng sao nhé, thank you bạn. Con này cầm giải giới mà từ nãy giờ bắn đéo giải giới gì cả. Đấy, giải giới có phải đứng yên để mà còn bắn không? Đấy, giải giới có phải ngon giải giới. Ờ. Mình gặp ai ấy nhỉ? Mình gặp ai mà mình toang thế nhỉ? Hu hu hu. Hu zát boy. Zat boy là hoi zat bù. Hoi zat bù. Vẫn đừng đo cho em thôi. Tiêu 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 tiêu. Để mẹ Lucian ra đây gọi là khiêu khích đối thủ. Bởi vì Lucian 3 nó ảo lắm. Mà nó bay lượn khắp cả bàn cờ ấy. Thì nó sẽ kéo thêm 3-4 con sang kia cho nó phân tán bớt cái lượng đam ra anh em hiểu không? Cho cái đống assassin này nó không bâu hết vào cái khu vực phía này của tôi. Mà con Lucian nó đứng lên nó không thể nào chết được. Nó là Lucian 3. Nó sẽ hút bớt assassin qua anh em hiểu chưa? Nó sẽ hút tầm 3-4 con qua như vậy là đội hình của bạn 6 assassin thì 3 con đuổi Lucian, 3 con đuổi ở phía bên kia nó bị dàn đều đam ra. Nó không khiến tôi bị sốc chết nữa. Đấy. Thấy không? Cái điểm khó chịu của Lucian ấy đấy là nó lít khi nó lướt đi thì cái quân cờ bên kia nó phải đuổi theo mình, mà trong quá trình nó đuổi theo mình
thì nó sẽ không gây được sát thương. Các bạn cứ hình dung như thế này nhá. Ba con nhảy bâu vào con Lucian. Con Lucian lướt ngay lập tức. Thì ba con đấy phải mất ít nhất là hơn 1 giây để đuổi theo Lucian và chém vào người con Lucian đấy. Thì 1 giây đấy thôi là một đống sát thương nếu như nó được đứng im từ đầu, chém từ đầu đến cuối. Với Assassin chỉ cần một khoảnh khắc, một cú chém thôi là khác biệt cực kỳ rồi. Nó mà đứng yên nó chém. Các bạn cứ hình dung là một cú chém là một cái đam crit 2000 đam lúc nãy. Thì đến cụ tổ con Chitana còn chết chứ đừng có nói là con Chitana. Thế nên là đó là lý do vì sao tôi phải gạt con Lucian 3 sang để hút. Hút hút chúng mày ra đây đánh bố mày thế này đấy. Đánh phát Lucian lướt. Ba con đuổi theo Lucian. Trong cái lúc mà đuổi làm đéo con đam. Ba con nhồng 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 nhồng. Tôi dùng một con để tôi triệt tiêu ba con. Thế nên là anh em cũng phải để ý một chút về cái cách xếp cờ ấy, cái xếp cờ cực kỳ quan trọng. Các bạn vào top 3 không khó, nếu các bạn làm vào những cái điều cơ bản đấy, các bạn vào top 3 không khó, nhưng mà để mà lên top 1 thì các bạn phải làm một vài thứ nó điếm điếm một tí thì các bạn mới ok được. Cái này là tôi không gáy, cái này là tôi chia sẻ kinh nghiệm, tip and trick để cho anh em có được những cái end game nó thật là luột. Các bạn thấy không? Ngay round trước tôi bị chết lốt mặt sầm, tôi bị nó xiên nó không trượt một cái đéo nào cả. Tôi quay đi quay lại tôi nhìn thấy màn hình thấy đen xì. À ok assassin được rồi ok đấy thì mình đánh kiểu đấy.